khi mình làm cái marble clear đó là mình phải gắn cái chip clear trước nha, gắn cái chip clear trước để mình làm cái marble. Đây tình yêu làm 9 ngón rồi, còn một ngón để chia sẻ cho anh chị em. Làm 9 ngón rồi đó, cái marble của nó ra như vậy nè, thấy rõ không? Tí xíu mình bỏ top lên đây, mình trang trí lên xong mình bỏ top lên, nó sẽ ra clear rất là đẹp. Ok, giờ tình yêu làm nha, anh chị em nào thấy hay thì chia sẻ dùm cho tình yêu nha. Giờ tình yêu sẽ làm món cho anh chị em coi. Ok, tại vì cái này nó làm giống nhau cho nên mình không có làm như một bộ được, làm một ngón thôi là hiểu rồi, làm một ngón thôi là anh chị em hiểu rồi ha. Bây giờ mình làm ha, trước khi mình có hũ bột màu trắng và hũ bột màu clear đó. Hũ bột màu trắng đây là cái clear powder, đây là cái white powder. Ok rồi, mình trước khi mình làm từ trên xuống, giờ là mình làm ha. Giờ trước khi mình lấy cái ly quỳnh thiệt là ướt để cho bột nó chảy nè, đó là cái màu clear nè. Đây, bột clear lấy ít thôi, mình bỏ lên đây cho nó chảy nè, đừng có cho nó chảy ra ngoài nha, đẩy lên mấy cái chemical trước. Đó, chemical để đây thôi. Sau này mình bỏ cái màu trắng lên ít thôi, chút xíu thôi nè, bỏ lên trên cao nè, đó. Rồi xong mình quậy xuống, kéo qua, kéo lại, kéo nè, đó. Thấy chưa, thấy cái mò bò chưa? Bây giờ mình để yên gì đó, giờ mình chỉnh cái mô bò nè, chỉnh cái mô bò chỗ nào mình cần chỉnh là mình chỉnh nè. Thấy chưa, chỉnh cho nó chạy, nó đang còn ướt rồi nó chạy. Yeah. Rồi mình để yên nó, mình kéo nó vô, đừng có cho nó chạy ra ngoài nha. Ok, anh chị em thấy không, đừng có cho nó chạy ra ngoài. Rồi xong rồi mình lấy thêm cục nữa, mình lấy thêm cục nữa nè. Anh chị em nhớ share dùm cho tình yêu cho mọi người biết nha. Tại vì có nhiều người hỏi tình yêu làm cái này lắm rồi, nhưng mà tình yêu không có rảnh. Nên tình yêu lãnh có một bộ này, khách nó vô nó đòi là mình phải làm. Bây giờ mình bỏ nó nhẹ, mấy cái cây cọ nhẹ thôi đó. Thấy chưa, là nó nối tiếp theo cái lần đó, thấy chưa, nó nối tiếp theo cái lần đó. Rồi giờ mình cứ đẩy từ từ cho bột nó khô cái đã, rồi xong rồi mình mới làm tiếp tục theo. Chứ mình làm liền nó sẽ bị chảy. Còn cái này giờ mình phải chỉnh nè, chỉnh nó cho nó ra cái móng, cho nó đẹp, cho nó đều hết cái móng. Nó có bột nha, đó. Thấy rõ không? Giờ thấy rõ không? Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cục tiếp tục, một cục nữa. Một cục bột clear nè, đây là bột clear, mình bỏ lên, mình bỏ chồng lên. Mình chồng lên cho nó nối liền với nhau. Cho nó nối liền với nhau, xong rồi mình lấy một cục bột trắng nè. Một màu trắng nè, mình bỏ lên nè. Bỏ lên quấy nhẹ nó cái, đưa qua đưa lại, thấy chưa, mà nó ra cái mô bồ là mình ngưng, mình đừng có đụng vô đó, mình để cho nó khô cái đã, rồi xong rồi mới đầu mình ém cái bột cho nó lên đầy lên cái móng, thấy chưa, đầy lên cái móng này đó. Anh chị em thấy có đẹp không? Nếu mà yêu có bầu mấy tháng à? Giờ em có bầu cỡ 3 tháng mấy rồi à? Anh làm cho em có bầu đó, cho nên bây giờ mình chỉnh nè, đó giờ mình chỉnh nha, chỉnh nè đó, chỉnh vô cho nó vô cái móng là nó khô rồi thì tha hồ mình chỉnh, nó khô rồi mình chỉnh mới được nha. Nếu mà nó ướt mà mình chỉnh không có được đâu đó, mình chỉnh là nó hư cái màu bầu của mình. Khi nó khô rồi mình mới chỉnh nè, đó giờ mình chỉnh, tha hồ mình chỉnh đó. Bây giờ mình làm cái gì? Giờ nó xong rồi, bây giờ mình lấy một cục bột lia đó, mình lấy một cục bột lia nữa là mình bỏ từ trên xuống dưới nè, cho nó đều cái móng nè. Đây cục bột lia đây, thấm xuống giấy chưa, bỏ lên đó, rồi mình đẩy nhẹ lên, lau cái kia đi, còn cho nó đều, kéo đập cái đầu mình kéo nè, đó kéo xuống cho nó đều, thấy chưa, kéo xuống cho nó đều, nhớ nguyên qua nguyên lại cái móng cho nó có bột nha. Đó bây giờ mình kéo này, kéo
để cho bụng nó ra ngoài, kéo cho nó đều, nó dày lên. Thấy chưa? Anh chị em nào mà cảm thấy hay thì nó share cho mọi người coi nha, chứ tình yêu không có làm lại nữa, chỉ làm một món là nó giống 10 món rồi đó, nhớ nha. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành xong một món bột mobile clear. Ok, nhớ là nghe chim hót luôn mà. Đó rồi, bắt đầu xong rồi, thấy chưa? Giờ mình thấy hoàn thành trong cái ngón tay chưa? Đó, lấy cục bột dư ra nè. Đó, lấy cục bột dư ra. Chỉnh đốn đội hình cho nó đẹp. Chỉnh đốn cái móng cho nó đẹp. Đừng có để cho nó bị tràn ra ngoài. Lấy cục bột dư ra nè. Đó, lấy cục bột dư ra. Đó, anh chị em nào mà cảm thấy nó thiếu chút xíu gì đó thì bỏ thêm miếng nữa cho nó đẹp. Ở đây, nè, thiếu nè. Bỏ ra. Rồi, kéo xuống. Đưa lên cho anh chị em coi cái móng mobile clear. Ok, rồi anh chị em nhớ share giùm cho tình yêu nha. Bây giờ tí xíu nữa tình yêu sẽ trang trí hộp xoàn lên đây và tình yêu sẽ show cho anh chị em coi nữa ha. Bây giờ là làm cái này là cái một món cho anh chị em coi mấy phút thôi, để cho anh chị em hiểu được cái cách làm mobile của một clear ha. Đây là 10 ngón của một clear. Bây giờ thí dụ như lăn tay nè, khi mình úp lại nó rất là đẹp. À, thấy chưa? Mình thấy tí xíu mình bỏ keo lên nữa là nó tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Rồi, cảm ơn anh chị em đã xem cái video của tình yêu nha. Rồi, bye mọi người. Chúc anh chị em kiếm tiền cuối tuần thật nhiều. Bye mọi người.